máy chạy được hai vòng các bạn, thì nãy vòng trước được 12 bao mà vòng này không biết nhiêu nha. Thì đằng lúa ở đây thì cũng rất là trúng các bạn, có chỗ nó hơi bị cháy lá nhưng mà cái bông nó còn nguyên nha. Trăm nữa năm mít thì hiện tại đang chạy lên phà nha các bạn. Chỗ này có cái bờ dừa dưới trồng cỏ đẹp quá. Đây máy lên sớm các bạn ơi, rồi dưới trồng dừa điện nè. Giờ mới ra thả giạc các bạn ơi, giờ mới có hạnh nắng lên mà nhờ có gió nó mau khô ha. Ngày mấy 105 thì ở Gạch Giá chạy đồng vô đây các bạn, vô trong huyện nha. Rồi cắt xử lý cặp cái giường các bạn ơi. Cái đầu vườn nó như nó hơi lúng các bạn, tại vì chỗ mấy cái đầu vạc hồi xưa cắt là nó hơi lúng đó. Nghiêng máy nữa, tại vì để cặp cái bờ ở cái phía ngoài nó lúng không phía trong. Máy kéo cũng đang di chuyển tới rồi. Rồi mình thấy thì ở trên bể đứng đầy lúa các bạn ơi, chắc mấy anh ra gom lúa nè. Chỗ đầu già nó lúng quá trời lúng luôn nè. Mình thấy trên máy kéo thì cái già đầu được 12 bao. Đây, đây. Đầu ngoài cũng hơn 100 mét. Chạy được hai vòng nha các bạn, thì nãy vòng trước được 12 bao mà vòng này không biết nhiêu nha. Thì đằng lúa ở đây thì cũng rất là trúng nha các bạn, có chỗ nó hơi bị cháy lá nhưng mà cái bông nó còn nguyên nha. Các
lội xuống rồi có ra lúa không nè. Đó, ông đi. Ông nó bị nghẹt răng cái gì à. Ông đi giật gơm rồi các bạn ơi. Có chỗ nó hơi bị cháy lá nhưng mà cái bông nó còn nguyên nè. Còn lên xuống thì lên để xong các bạn ơi. Sáng giờ mấy ga chạy thì mấy cái dàn lúa này đứng sững nha các bạn, mưa dữ rồi dàn lúa đứng sững nha. Đang lui gan nha các bạn. Và máy kéo thì hiện tại đang di chuyển nha các bạn ơi. Như mình thấy thì trời cũng đang chuyển mưa các bạn. Thì buổi sáng này không biết cắt được không nữa nè. Giờ mưa tới rồi gió rồi, chiếc máy kéo lên các bạn ơi. Lên đậu đây các bạn ơi, thì hiện tại chuyển mưa tới đen hết trơn rồi, chắc chưa được cắt đâu các bạn. Để kéo ra các bạn ơi, rồi bỏ lái luôn.